cha thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ sống. Có lúc khó khăn con hiểu không, cha đã cố cất hết muộn phiền cả lời yêu thương, vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha, hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Một ngày con sẽ hiểu ra con là cả thế giới, điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha con yêu. Là phải giải quyết nữa rồi. Nghe tôi nói nè, bình tĩnh, đừng có run, cô đừng manh động. Tôi nói gì làm theo nghe chưa? Hết sức bình tĩnh. Mày là thằng nào? Mày định tôi bẻ cổ mày không? Hả? Chạy đi, đông quá, chạy đi. Đông quá, đông quá. Chạy đi chứ, đợi chứ. À, à, à. Tất cả tại mày không? Hồi nãy á, mà anh không tông xe vô tường là anh bỏ chạy bỏ tôi lại một mình đúng không? À, làm gì có chuyện đó. Nhìn tôi nhát nhát thiệt, nhưng mà tôi không chơi bỏ bạn vậy đâu. Nói gì còn nghe được. Vậy bây giờ tính sao đây? Tính sao làm sao? Chiếc xe tôi đó. À ha. Ờ ha. Ờ ha nữa ha. Tôi chỉ có một chiếc xe làm ăn, mà xe đó tôi mượn nữa. Bây giờ anh tính sao? Thì anh em đi sửa đi, nhiêu tiền tôi trả. Bước quá tôi mua chiếc xe mới tặng lại cho anh luôn. Anh nói phải giữ lời nha. Thằng này nói được làm được. Được, tôi chờ. Sao với chú có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu con. Không sao, không sao đâu con. Ủa sao hai người nói giống nhau vậy? Anh có chuyện gì vậy? À, không có chuyện gì đâu. Lúc nãy á, anh với ảnh bị đám giang hồ bên quán cà phê Thiên Thanh rượt đánh. À, mày nè, à, anh biết được có cái đám giang hồ rượt đánh tụi anh bên quán cà phê Thương Thanh đó, với là cái đám giang hồ bữa tới quán mình quậy nè, là cùng chung một ông chủ quán cà phê Thương Thanh thề hết luôn á. Sao anh biết được? Công an điều tra giải quyết xong hết luôn rồi. Ủa, lỡ đã ổng thông đồng với ông chủ quán rồi sao? Cô nói vậy gì? Không có đâu. Đây đây này nè, nhớ chỗ này không? Cái đám giang hồ mà quỳ xuống xin lỗi mình ngay chỗ này nè, ở đây nè. Đó, là cũng nhờ đó. Sao? Không tin hả? Mà tôi cũng thật sự không tin được. Hai người chị em ruột hả? Sao một trời một vực vậy? Anh nói gì vậy? Tôi nói vậy đó. Còn anh nữa, hồi nãy tôi thấy không phải tranh giành địa bàn làm ăn gì đâu, mà tôi thấy có mùi thù hằn rồi đó. May mắn cho anh lần này có tôi cứu. Nếu không có tôi là nó bầm mình rồi. Tôi lo lắng cho anh. Anh hiểu là vì ai mà đúng không? Lần sau không có tôi, anh phải cẩn thận đó. Chú ơi, chú nói chuyện giống như trong phim Hàn Quốc quá à. Chú giống ai ta?
nói cho anh biết, trận chiến hồi chiều không có mùi tên dành làm ăn đâu, mà có mùi thù hằn gì với anh đó. Anh lo cẩn thận đi. À, gangster, chú có phải là gangster không? Giống gì giống, là gangster chứ còn gì nữa. Cô. À, con có cái ý kiến này ba. Hay là ba mời chú làm bảo vệ cho quán mình đi. Dù gì quán mình cũng cần mà. Với lại, nếu chú làm bảo vệ, chú sẽ bảo vệ cho quán mình mà. Không được đâu con. Nè, tôi thấy lời đề nghị của con gái tôi cũng hay đó. Nếu như có nhỡ ý, thì tới đây làm việc đi. Nhưng với một điều kiện. Còn điều kiện gì, tôi sẽ tính với anh sau. Anh. Nha chú, chú nhận lời đi nha chú gangster. Đi mà chú. Nha chú gangster, chú nhận lời đi nha. Chú đồng ý. Yeah. Thiệt em không hiểu nổi luôn á. Tự nhiên anh nhận ông vô làm chi vậy? Thì anh thấy anh ta cũng đâu đến nổi đâu. Với là người có lỗi trong chuyện này là anh. Anh là người làm hư xe anh ta, hiểu không? Vậy á thì hư với xe rồi, anh ta đâu có còn đường nào sống, đâu có đường nào kiếm ra tiền được. Ủa, thì anh đã chịu đền bù rồi mà. Nếu mà ông cần thì mình đưa thêm. Ờ, với lại em chưa biết á, anh còn có một mục đích khác nữa. Nhưng mà hai đứa mình đã báo công an rồi. Cho dù thằng cha chủ quán có chạy trốn á, thì công an cũng sẽ tìm ra và xử lý thôi. Anh đừng có gì dài lời đe dọa rồi anh lo sợ. Anh nhận ổng về vậy á là đúng ý ông quá rồi. Tại em chưa biết đó thôi. Anh muốn vậy nè, chính mắt anh ta á nhìn thấy được cái tình cảm của anh và bé Diễm Mai. Ý anh là anh muốn ổng thấy hai cha con anh ở bên nhau vui vẻ như thế nào. Rồi ổng thấy khó ổng tự rút phải không? Ừ. Nhưng mà anh không sợ ổng nói hết mọi chuyện cho Diễm Mai rồi sao? Em yên tâm đi, anh ta đã hứa với anh rồi là anh ta sẽ không nói bất cứ một điều gì cả. Với lại em nghĩ đi, liệu như mà anh ta có nói á thì Diễm Mai có tin không? Chắc chắn là không rồi. Với lại một điều vậy nữa nè, anh muốn anh ta có công việc ổn định và anh tin là ở trên trời Diễm Phương cũng đồng ý với anh. Em cũng mong là như vậy. Dì ơi, tới giờ rồi. Giờ gì con? Con muốn về ru ngủ hả? Dạ không phải, dạ xem phim Hàn Quốc đó. Ừ. Xong chưa anh? Trời. Trời ơi là trời, anh Tùng ơi. Trời ơi sao mà đẹp dữ vậy trời. Mặc áo quá xuất sắc luôn. Cái áo là áo của em cục chèo em đó. Em cục chèo hả? Thôi được rồi. Anh làm thôi, khỏi mặc đi. Mặc đi. Nó nằm bệnh viện rồi, nó cho em à. Em muốn cho ai là quyền của em chứ. Đẹp quá đẹp luôn á anh. Trời ơi là trời, không ngờ luôn á. Khoác bộ vest lên nhìn khác liền quá. Đi anh. Có gì cho anh làm rồi. Anh làm diễn viên đi. Thiệt. Cái mặt anh rất giống một diễn viên nổi tiếng. Giống lắm. Giống ai? Giống cha nào diễn hài có duyên lắm nè. Để em nhớ coi. Giống lắm. Là ai? Tiến Lực. Giống lắm. Trời ơi, sao giống dữ vậy trời. Ê, chịu khó cạo chọc đầu chút xíu là giống y chang luôn á. Em nói thiệt. Mày điên hả? Điên gì? Cạo chọc đầu vô chùa hả? Đâu có. Trời quỷ đó, trai lắm. Thiệt. Tao không muốn tao giống ai hết. Tao chỉ muốn giống tao thôi. Giống cho tao. Tao là Cần Tơ. À, là con cha hát gì Gangnam Style nhảy ngựa ngựa gì không? Nhảy ngựa gì không? Mày xàm quá rồi đó. Gì đó, đúng không? Mày có tin tập cho mày gãy giò. Thôi nhảy tưng tưng vậy luôn không? Thôi, giỡn. Chú ơi, sao chú nói giống như trong phim Hàn Quốc quá vậy? Chú giống ai ta? À, gangster. Chú có phải là gangster không? Trong trái tim ngày qua đừng vội.
trách cha vô tâm con nhé, vì cha vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời, đến một ngày con sẽ hiểu ra con là cái.